Xin kính chào bà con, chào các bác, chào các anh chị. Ngày hôm nay em lại có thời gian để ngồi ở ngoài vườn. Và hôm nay khí hậu ở Tam Đảo rất là tuyệt vời. Hôm nay có mưa phùn nhẹ và rất tốt để cho cái quá trình cây cối nó phát triển và nó sinh sôi. Đặc biệt là đối với trà thì ngày hôm nay em lại quay trở lại để làm một video ngắn về trà hoa vàng, về đặc trưng, đặc thù của các loại trà của Tam Đảo với những dòng trà quý hiếm đang được bảo tồn và phát triển cũng như là nhân giống bảo vệ nguồn gen cho các loại trà quý hiếm tại Việt Nam. Thì các bác biết đấy, thì em cũng đã giới thiệu rất nhiều lần rồi qua những cái video trước rồi. Đó, thì là trà hoa vàng Tam Đảo của bọn em thì cũng đã được bảo tồn và có nằm trong sách đỏ và là một trong những cái loại cây nó đem lại cái giá trị kinh tế rất là cao. Và cho đến nay thì hàm lượng saponin của nó ở trong lá và hoa và tất cả các hoạt chất dược liệu như flavonoid, polyphenol, trihydroxylin và rất nhiều các hoạt chất dược liệu có thể hỗ trợ và kháng điều trị các một số các loại ung thư cũng như là rất nhiều loại ung thư khác. Đó. Chỉ nói riêng về những cái bệnh gọi là lan y và những cái tác dụng về những cái bệnh khác cũng rất là nhiều, bởi vì nó hiện nay là một trong những loại trà cần phải bảo tồn và phát triển để bào chế các dược phẩm. Hiện nay có nhà máy đầy đủ để bào chế các sản phẩm dược liệu, nhưng chúng ta sẽ không nói về vấn đề đó nữa và chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu. Và em sẽ làm một cái video để giúp cho các bác, các cô, các anh chị để chúng ta tiếp cận về cái cây giống đảm bảo nhất. Thì bây giờ em sẽ quay về cam sau, là một trong những loại trà Hakoda của Tam Đảo, nằm ở độ cao là từ 150 đến 300 mét so với mực nước biển. Thì bây giờ bọn em đang ươm và phát triển như nào tại trung tâm. Nguyên tắc của trà hoa vàng Hakoda Tam Đảo thì lá rất là to và cái lộc lon của nó ra thì cứ phải là màu tím, phải đảm bảo màu tím. Thì ở đây thì bọn em là ngay cạnh dưới chân núi của Tam Đảo, thì các bác có thể nhìn thấy những cái cây giống ươm hạt như thế này. Như thế này là đang chuẩn bị, sắp chuẩn bị xuất được vườn rồi. Như này là cây đang bắt đầu phát nó, khi mà cái lộc này nó ra, nó già xanh một lần nữa thì là đã có thể xuất được vườn rồi. Đó. Và các bác có thể nhìn thấy là hàng năm ở tại trại giống trung tâm cây giống Tam Đảo, mà em là Biên, người Tam Đảo Vĩnh Phúc, là nhà sáng lập luôn, thì hàng năm bọn em gây dựng ra những cái cây giống nó đảm bảo chất lượng và những cái cây bọn em đã nghiên cứu để nó đem lại hiệu quả kinh tế. Thì hàng năm tại trung tâm của bọn em thì bọn em cũng ươm khá nhiều tất cả các loại trà hoa vàng, những cái loại mà nó đem lại cái năng suất cao, hàm lượng dược liệu cao và đặc biệt là có giá trị kinh tế về sau. Thì ở đây bọn em cũng ươm rất là nhiều đó, về xa, về sâu đằng kia nữa. Về trại của bọn em thì nói về trà thì bọn em là đây là đất trà rồi. Thì hôm nay lại làm về một cái dòng là dòng của Tam Đảo, đặc biệt là Hakoda. Đây là tên khoa học đầy đủ của nó là Camellia Hakoda, do ngài Hakoda là hiệu trưởng trường nông nghiệp Nhật Bản đã nghiên cứu vào những năm 90 cùng giáo sư Trần Ninh của Việt Nam và cùng đoàn nghiên cứu. Các nhà khoa học đã nghiên cứu và tìm ra cái loài này ở trong dãy núi Tam Đảo và nó mọc ở cái độ cao từ 150 cho đến 300 mét so với mực nước biển. Sau quá trình nghiên cứu đã tìm được hơn 400 hoạt chất dược liệu có trong cái này. Và trong y học người ta nghiên cứu chỉ với 400 gram lá của cái cây này thôi, chứ chưa nói đến hoa nhá. Khi chúng ta sử dụng thì có thể loại trừ được 80% ung thư ngực này, thực quản này, ung thư vú vòng họng này của chị em phụ nữ rồi là đàn ông. Đó, và phổi nữa. Rất nhiều các loại. Và chưa nói đến là cái hiệu quả mà nó kháng lại tiểu đường, rồi là các bệnh liên quan đến nám tàn nhang của chị em là nó loại trừ được hết. Đó. Chính vì vậy, cái thứ nhất là về cái nguồn giống, nguồn gen của chúng em ở đây là bọn em là đất sản xuất và cũng như là cái nguồn nguyên liệu của trà. Và cái thứ hai nữa là chúng em được theo và học và đào tạo bài bản về quy trình ươm giống đảm bảo kỹ thuật. Và với trung tâm cây giống Tam Đảo của bọn em thì đội ngũ kỹ sư nông nghiệp, kỹ sư dược liệu ở nơi đây thì hàng ngày vẫn chăm sóc liên tục để giúp cho bà con chúng ta có những cái cây giống đảm bảo tốt nhất. Thì đây là loài Hakoda nhé. Đấy, các bác có thể tham khảo. Đó. Thì hàng năm bọn em cũng ươm rất nhiều. Bên này là dòng Hải Hà. Đó. Ở dưới thì có Hakoda, rồi là có Kim Hoa Trà, Tam Đảo Ensit và Fanny. Đấy, Trích Santa bọn em cũng làm. Có rất nhiều các loại trà khác nhau. Đối với văn hóa trà của người Việt thì chúng ta luôn luôn tự hào rằng là chúng ta có một cái văn hóa trà rất là đẹp và giúp cho người ta bình tâm hơn rất nhiều khi chúng ta sử dụng. Nhưng đối với trà dược liệu, trà hoa vàng này thì nó đem lại, không chỉ đem lại hiệu quả kinh tế mà nó còn đem lại cả cái giá trị về sức khỏe, về tinh thần cho bà con. Đó. Cho nên là chính vì vậy mà cái trà hoa vàng này nó đắt ở cái chỗ là, tại sao nó đắt, là bởi vì cái cây này nó lại rất là ưa ẩm, ngập nước thì nó cũng không chịu được, mà khô hạn không chịu được, và đặc biệt để trồng dưới tán cây. Đó. Cái độ nước nó cần vừa phải.
Đó, cho bà con có thể nhìn thấy là cái quy trình chăm sóc ở đây chúng em cũng phải đảm bảo tất cả cái yếu tố để cho nó sinh trưởng đúng như bản địa trong núi. Là chúng em ở đây cũng phải căng lưới rồi là để cho nó che được bóng mát. Nhưng ngoài ra thì trong những cái lúc mà cần đến ánh sáng thì bọn em vẫn phải gỡ lưới ra để cho nó tiếp nhận được cái quang lượng để nó phát triển. Ngày hôm nay chia sẻ đến các bác là cái nhất là chia sẻ đến một số thông tin liên quan đến trà Hakoda Tam Đảo. Và ngoài ra nữa thì là muốn cho các bác tiếp cận thực tế về hình ảnh cây giống Hakoda gieo hạt. Đó thì em có cả loại gieo hạt, loại dâm hom và các loại cấy mô thì cũng có rất là nhiều. Thì các bác có nhu cầu mua cây giống thì liên hệ trực tiếp cho em Biên ở Tam Đảo Vĩnh Phúc. Em đã để số điện thoại ở đầu tiêu đề video đó. Thì các bác hoặc trực tiếp các bác ngại nói chuyện thì các bạn cứ nhắn tin qua số điện thoại hoặc là qua Zalo thì em sẽ có quy trình để hỗ trợ cho các bác để cung cấp cây giống cho các bác nó tốt nhất. Đó. Thì hiện tại ở Việt Nam thì là có hơn 58 loài trà khác nhau, thì trong đó thì có hơn 40 loài có màu vàng, 24 loài nằm trong sách đỏ, và ở Tam Đảo thì chiếm 8 loài đặc chủng nằm trong sách đỏ. Và có những loài nó rất là đặc thù, nó chỉ nằm ở độ cao trên 700 mét cơ. Đấy, một số loài đấy thì các bác lại không trồng được. Đối như các bác ở vùng đồng bằng thì không trồng được. Những cái dòng Hakoda này nó có thể chịu được nắng hạn cao hơn so với một số dòng khác, và cái hàm lượng dược liệu của nó rất là cao. Chính vì vậy thì em muốn hướng tới những bác ở vùng đồng bằng, chúng ta muốn trồng thì chúng ta cũng có thể trồng được rồi loại này. Rồi cảm ơn các bác đã theo dõi video này, và đừng quên ấn đăng ký kênh để ủng hộ em, để em có động lực nhiều hơn để làm những video hay hơn, để cho các bác tiếp cận về nguồn cây giống, các loại cây dược liệu và một số các loại cây lâm nghiệp quý hiếm. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bác trong những video tiếp theo của Trung tâm Cây giống Tam Đảo.